Xin chào toàn thể anh em. Đây là ca nâng cấp 4 viên cho anh trai ở thành phố Thái Nguyên. Bộ 4 viên rất là đẹp nha anh em, phù hợp với kích thước dương vật của anh trai. Gồm 2 viên ruby sao và 2 viên sapphire. Bộ đá này thì là mình cấy 2 viên dọc ở phía trên và 2 viên cặp ở hai bên hông. Đối với hai viên ruby sao thì là mình cấy một viên ở ngay phía trước đỉnh và một viên ở phía sau, thì nó sẽ tạo thành 3 điểm nhô lên, thì lúc quan hệ nó sẽ nhịp được 3 lần thì giúp cho người phụ nữ dễ lên đỉnh hơn. Và hai viên đá sapphire thì là mình cấy ở cặp hông, anh em thường gọi là cặp mắt cá vàng ấy. Mà cặp mắt cá vàng này thì là mình lại cấy biovan, vì là anh trai thích cảm giác êm ái nhẹ nhàng, cho nên là loại bi này rất là phù hợp. Mình không cấy bi tròn mà là cấy bi oval. Mình xin nhắc lại là cấy bi thì nó sẽ tăng khoái cảm cho cả hai đấy, cả mình và bạn tình cùng được hưng phấn đấy, cũng có cảm giác, chứ không phải là cấy bi để tăng khoái cảm cho mỗi phụ nữ không đấy. Quá trình cấy thì là mình có sử dụng tê, và mỗi anh em thì được sử dụng một bộ y tế riêng, nên anh em hoàn toàn an tâm. Đấy, mình bên mình thì vẫn phục vụ những anh em ở trong nội thành Hà Nội với những tỉnh thành lân cận. Đối với những anh em ở xa thì là mình sẽ đón tại các bến xe của thành phố Hà Nội như bến Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát, Gia Lâm. Đấy, làm xong thì anh em về trong ngày luôn. Anh em quan tâm đến kết quả các cấy này thì nhắn tin riêng cho mình. Mình sẽ tư vấn, gửi hình ảnh và báo giá. Cảm ơn anh em.